Thưa quý vị, theo quy định của pháp luật thì người dân có quyền giám sát hoạt động thực thi công vụ của cảnh sát giao thông thông qua thiết bị ghi âm hay là ghi hình. Mục đích là để dân chủ trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giúp cho ngành chức năng có thể kịp thời phát hiện và xử lý những sai phạm đối với các cán bộ chiến sĩ có hành vi lệch chuẩn hay là tiêu cực. Tuy nhiên, thời gian qua thì cũng đã có không ít những đối tượng lợi dụng quyền này và khi bị xử lý những vi phạm giao thông thì lại có hành vi chống đối lực lượng chức năng, quay clip rồi phát tán lên mạng xã hội gây mất an ninh trật tự. Ông cảnh áo không giao tên gì? Ông ở tổ nào, đội công tác làm sao? Ông không phải cho xem chuyện đời quen anh đúng không? Anh không có quyền kiểm tra, công an làm việc ông tên là gì mà ông bảo tôi không có quyền kiểm tra? Ông bảo không cho tôi kiểm tra cái chuyện đời lồng độ của ông đúng không? Anh không được quyền. Anh em trả lời là ông không được quyền, ông lập biên bản mức cao nhất đi. Điều khiển xe ô tô trên đường Lê Hồng Phong, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Trường hợp này đã được tổ công tác yêu cầu dừng xe để kiểm tra nồng độ cồn. Thế nhưng thay vì nghiêm chỉnh chấp hành, người này đã lớn tiếng hạch sách và quay clip phát tán lên mạng xã hội. Nhiều người xem mà người ta có khi là người ta sẽ bắt chiếc và người ta sẽ làm theo những hành động đấy. Không biết liệu đăng tải những cái thông tin tiêu cực như vậy thì là có hợp pháp hay không, và nếu mà không được thì là sẽ bị xử lý như nào? Phạm Trung Dũng, biệt danh Dũng Salom, đối tượng trong clip, đã bị khởi tố, bắt tạm giam về tội chống người thi hành công vụ. Tôi nhận thấy cái hành vi cản trở cũng như là chống lại lực lượng chức năng của tôi là sai, nên là tôi cũng có nhắn gửi tới cộng đồng mạng, mọi người dân nên chấp hành sự hướng dẫn của cảnh sát giao thông. Cơ quan công an cảnh báo, người dân được quyền sử dụng các thiết bị ghi âm ghi hình để giám sát hoạt động thực thi công vụ của lực lượng cảnh sát giao thông. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là có thể lạm dụng quyền này để quay phim chụp ảnh, cản trở hoạt động nghiệp vụ của lực lượng chức năng và gây mất an ninh trật tự. Kể cả những cái đối tượng mà không bị xử lý thì không chủ động tiếp cận, mà sau đó là có những cái việc như là live stream này, rồi là quay, và trong quá trình live stream hay là quay lại thì có những lời nói và thái độ nó mang tính chất mà xúc phạm, miệt thị đối với lực lượng chức năng thi hành công vụ. Cái việc này thì thực ra là ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến cái uy tín và danh dự của lực lượng chức năng. Với những cái cá nhân này có thể lợi dụng cái vấn đề này để câu view hoặc là làm cái trang cá nhân của mình có thể nhiều lượt follow và nhiều lượt theo dõi hơn. Thứ hai nữa là các cái nhóm đối tượng này có thể bị quá khích và không am hiểu về các hoạt động liên quan đến pháp luật, nên đã có những cái hành vi và ứng xử không phù hợp. Cách đây ít lâu, cơ quan công an cũng đã bắt giữ Lê Chí Thành ở quận 12 thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Trước đó, đối tượng này đã nhiều lần tạo cớ khiêu khích, xuyên tạc, phát tán các thông tin sai sự thật về hoạt động công vụ lên mạng xã hội nhằm mục đích thu hút người theo dõi để trục lợi cá nhân.